Xin chào anh chị và các bạn nhé. Hiện tại là công ty bên mình là đang còn đi giao sơn cho đại lý Hoàng Hương Kisona cả nhà nhá, cung cấp sơn gạch rồi là thiết bị nước. Đây sản phẩm này. Anh em đang còn giao sơn đây. Đây là sơn, đây là bột bả ngoại thất cao cấp và bên đây là sơn. Ông chủ bà chủ nhé. Đây là anh em con dao đấy. Đây là ông chủ vừa là nhận công trình, vừa là cung cấp vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh. AP001 là màu trắng sứ. Đây là các sản phẩm gạch mà đại lý cung cấp. Đây là gạch 80-80. Bên này là gạch 60-60. Đấy. Đại lý ở Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An nhé. Nếu mà các bạn ở vùng Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu thì các bạn có thể liên hệ với đại lý Hoàng Hương nhé. Đây là số điện thoại đấy các bạn nhé. 0988 968 936 0376 612 089 để đại lý tư vấn cho tất cả các bạn. Bao gồm sơn gạch và thiết bị vệ sinh. Khi sử dụng sơn Kisona thì các bạn yên tâm về chất lượng nhé. Tại vì sơn Kisona bên mình chất lượng rất là ok, rất là tốt. Nên là các bạn cứ yên tâm khi sử dụng bên mình. Chính sách thì cũng giống nhau. Bột bả đấy. Công trình cung cấp cho 4 nhà. Hiện tại là anh nhận được công trình là 4 nhà. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số video sau nhé.